Ơi, chào mừng đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay sẽ là một chiếc video mình muốn chia sẻ với mọi người về những cái sản phẩm về quần áo, thời trang, những cái phụ kiện mà mình đã mua gần đây để phục vụ cho cái nhu cầu ăn mặc vào cái mùa hè này của mình. Mọi người thì có thể áp dụng những cái layout mà mình giới thiệu với mọi người sau đây. Mọi người có thể đi sắp tới đi quẩy Blackpink này, mọi người có thể đi chơi du lịch hay là kể cả đi date cũng được luôn đấy mọi người. Ok, không để mọi người chờ lâu nhé. Chúng ta cùng bắt đầu luôn với Summer Haul. Thật ra thì những cái lúc mà mình làm ngày hôm nay ấy, là mình cũng biến tấu rất là nhiều rồi. Ok, chúng ta cùng bắt đầu với cái lúc đầu tiên nhé. Này thì nó sẽ khá là trẻ trung, nó sẽ phù hợp với mọi người sắp tới đi quẩy Blackpink này, và mọi người có thể đi du lịch hay đi chơi, mọi người đều có thể mặc được bởi vì nó khá là năng động và thoải mái. Trông thì có vẻ sexy thế thôi mọi người, nhưng mà cái váy này nó là cái quần á. Cái áo này ấy là một cái áo đến từ brand mình cũng đã giới thiệu ở những cái haul trước rồi. Đây là một cái sản phẩm đến từ brand Ướm. Thì mình có mix cái áo đen này bên ngoài một cái áo bra khá là thích mình mua gần đây, Vera by Chipu mọi người ạ, của Vera kết hợp với chị Chipu ấy. Thì mình thấy cái áo này rất là xinh và nó khá là ôm ngực, và mọi người có thể mix match cùng với những cái sản phẩm áo lưới bên ngoài rất là đẹp. Cái áo Ướm này thì mình cũng không biết là cái bây giờ cái brand Ướm này còn không, nhưng mà mình nghĩ là sẽ có thôi. Cái chiếc váy này thì nó là một cái set đồ đến từ một cái brand này thì có tên là El Seul. Thì nó là một cái váy cặp trễ màu hồng rất là xinh, màu hồng pastel rất là xinh, hồng cam pastel. Bên trong thì có quần trắng, thế nên mọi người mặc rất là thoải mái luôn. Cái chất vải này thì mình thấy là nó cũng giữ form rất là đẹp, thì mình nghĩ là mọi người đều có thể mặc được cái váy này. Mình mua cái size L nó rộng hẳn ấy, nó sẽ đi kèm với cả một cái áo, thì tí nữa mọi người nhìn chắc là cũng sẽ biết cái áo đấy luôn ấy. Mình sẽ mix cùng với cả một chiếc túi đến từ nhà Châu Phíp cộng với cả một chiếc mũ. Chiếc mũ này mình mua ở trên Shopee thôi, nhìn nó cũng rất là xinh và dễ thương ấy. Đội phát là nhìn là biết rất khá là tàu in rồi. Mình có kết hợp cùng với cả một cái vòng hình trái tim, cái này cũng rất là hit hot rồi. Bên dưới thì mình có đi một đôi Aziform của Adidas mọi người ạ. Mình mới mua đôi này mình rất là thích, đúng size luôn, mình mua size 38. Thì cái đôi này nó đang rất là hit hot, thế nên là mọi người có thể, nếu mà mọi người thích mấy cái trend thì mọi người có thể mua đôi này. Mình rất là thích đôi này vì nó rất là tiện, nó xem với cả cái kiểu của crocs nhưng mà nó không có lỗ ấy mọi người. Cái đôi này thì mọi người có thể mix match rất là dễ, nó có khá là nhiều màu. Mình mua order là 1.6 triệu, thì mọi người có thể mua nếu mà mọi người thích nhá. Mình có thể quẩy thoải mái nếu mà mình đi Blackpink ấy mọi người, nhưng mà mình không đi Blackpink. Trong cái set đồ này thì mình còn kết hợp với cả một cái kính nữa. Đây là đôi Aziform mà mình muốn share với mọi người. Nó có cái bên ngoài là lì và nó che kín hết cái phần đầu chân này này. Nói chung nó chỉ có màu đen thôi, và nó là cái đôi cao su đúc ấy. Nó có chữ logo Adidas ở đây và ở đây. Thì mọi người nên mua nhá. Mình đi size 6 US và size 5 UK. Túi Châu Phíp này thì chắc mọi người cũng biết rồi, nó match với cả cái bộ đồ của mình ý, thế nên là mình đã chọn cái túi màu hồng này. Bình thường thì mình rất là ít khi dùng cái túi màu hồng. Mọi người có thể mua để chọn làm điểm nhấn khi mà cả tổng thể cái bộ outfit của mọi người nó chung một màu rồi, thì những cái phụ kiện mọi người có thể để làm điểm nhấn thì nó cũng khá là hay ho. Mình thì rất là thích cái brand của Châu Phíp này, mình mua tầm 4 cái túi của Châu Phíp rồi luôn á. Cái kính mình đeo lần này là của Gangsta Monster, nó là cái màu Ron Gold ở phần này. Cái này thì nó sẽ hơi nghiêng về cái phong cách hơi sang chảnh hơn, thế nó không cả tính quá, nó nữ tính nhá mọi người. Thế nên nếu mà bạn nào mà hơi thích kiểu phong cách nữ tính thì mọi người có thể mua cái dàn kính này nhá. Mình thấy là nó khá là hợp với mặt của mình. À, mình còn muốn khoe với mọi người, mình mới mua một cái bình của Blackpink. Mình nói thật ý là mình không phải là một bling đâu, nhưng mà mình vẫn nghe nhạc của Blackpink. Đơn giản bởi vì mình vẫn thích. Mình đã mua hẳn hai cái bình này luôn mọi người, một cái bình này với cả một cái bình có ống hút nữa, nhưng mà mình đang nhờ em mình lấy hộ. Màu hồng rất là dễ thương ấy, mình không hiểu tại sao là mình càng già mình lại càng thích những thứ liên quan đến màu hồng nhiều hơn mọi người ạ. Mọi người có giống mình không? Nếu mà mọi người giống mình nhớ comment cho mình nhá. Có một cái điều mình đã rút ra được rất là lớn trong cái việc mà mix match tất với cả giày, đấy là mọi người phải đi cùng brand với nhau, ít nhất là cùng brand với nhau, nhưng mà không nên đi tất của Nike với cả giày của Dad nha. Ngày xưa mình bị cái đó, ngày xưa mình bị đi tất của Nike đi giày Dad, nó match với nhau ấy mọi người, nó không bị linh tinh ấy. Ai mà không quá quan tâm thời trang thì mọi người sẽ không quan tâm đến cái đó, nhưng mà ví dụ như mình đi ra đường mình cảm giác nó kiểu nó rất cợn ấy. Trong set đồ này thì mình có mix với cả một cái hoa tai nữa. À, mình muốn khoe với mọi người một cái phụ kiện
cũng không hẳn là phụ kiện mà nó là một cái đồ điện tử mà mình mới mua. Đấy là một cái máy quay, mình thì đã đến một cái tiệm đồ cũ và đã săn được một cái máy quay phim, một Canon cũ rất là đẹp. Nếu mà bạn nào hay xem mình ý, thì mọi người sẽ biết là đam mê những cái sản phẩm đồ công nghệ mà nó hơi old school một xíu. Thì mình có sưu tập những cái máy chụp ảnh phim này, mình cũng sưu tập cả máy chụp ảnh digital nữa. Không thể nào mà từ chối được em máy quay này. Nói chung nó rất là old school, kể cả cái nước phim, quay phim của nó mình cũng rất là thích. Tại vì nó khá là trắng và kiểu hồng hào, đúng cái tông màu của Canon luôn. Và nó zoom X lên đến 28 lần nữa. Mọi người đã từng xem phim Mr. Bean ấy, thì mọi người sẽ thấy là wow, trời ơi, đó chính là cái máy quay đó. À, mình mua cái này phải giá 2 triệu rưỡi nha mọi người. Mình mua một cái shop đồ cũ. In my life, they say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down, I know you want it. Mình sẽ chuyển qua cái set đồ thứ hai. Thì cái áo này quen thì đúng rồi đấy. Đây chính là một cái áo mà nó cùng với cả cái chân váy này luôn đó mọi người. Thì cái sản phẩm này nó là một set cùng với nhau. Chiếc áo đó thì nó cũng sẽ giống chất liệu với cả chiếc váy này thôi, nhưng mà nó là một cái dạng corset ý mọi người. Thì mọi người sẽ không cần mặc áo chít, tại vì ở bên trong nó đã có cái lót rồi. Mình khá là thích cái phần đan chéo dây ở cái phần hông như thế này. Nó tạo cái cảm giác mà body của mọi người sẽ gọn hơn là một này. Với cả cái thứ hai là nhìn nó khá là điệu, mà nó giống cái kiểu baby core mà đang rất là hit hot gần đây. Mà mình mua cái set này cũng không đắt lắm đâu mọi người, hình như còn chưa đến 1 triệu hay sao ấy. Mình sẽ mix cùng với một chiếc chân váy jean, chân váy xòe jean. Chân váy jean này là mình mua của H&M mọi người ạ. Nhưng mà cái này là mình mua, mình lục trong cái đống đồ sale ấy, thế nên là mình nghĩ là bây giờ nó sẽ không còn đâu. Cái váy này rất là rộng nữa. Nếu mà mọi người xem vlog của mình cũng sẽ nhớ là hôm đấy là mình cũng đi mua cái váy này đó. Nó may cái đường xuống tận phía dưới, do sau đó nó mới thả ra, nó xếp ly, thì nó tạo một cái cảm giác là nó sẽ hơi xòe cái dáng váy, chứ nó không chữ A quá ấy mọi người. Nó bó cái phần hông ấy, thì nó sẽ tạo một cái cảm giác là nó hơi sexy hơn một xíu. Mọi người có thể tìm những cái sản phẩm nó tương tự như thế này để mix giống như mình. Nên là mình có mix match cùng với cả một đôi Nike màu hồng của mình. Đôi này mình mua khá là lâu rồi, mình mua phải 2 năm nay rồi. Và mình cũng khá là ít đi, mình cất tủ mọi người ạ. Nó cũng hơi bị bẩn rồi nhưng mà mình cũng ít đi, thế nên mình cũng không đi spa. Một đôi màu hồng pastel, nó khá là giống cái của cái bộ váy mà mình mặc, thế nên là mình thấy nó matching nhau. Cùng một đôi tất hơi dài và mình kéo tụt nó xuống phần cổ chân để nó không bị nóng quá. Mình cũng không tất ống chân, nhưng mà mùa này ở Hà Nội rất là nóng, thế nên là mình không thể nào mình đi cái tất ống chân bằng len được. Thì mình đã nghĩ ra cách là mình có thể kéo nó xuống. Với cả cái phần cổ chân của mình nó cũng hơi nhỏ so với cả cái phần đùi, thế nên là mình kéo xuống thì nó cũng trông ok hơn ấy. Trong set đồ này thì mình có cài thêm một cái bông hoa. Cái bông hoa này là cái bông hoa có chất liệu jean mọi người nha. Mình thì có 7749 những cái cài cổ hoa này luôn. Đen, trắng, hồng, to, hoa nhỏ. Bởi vì mình rất là thích cái cài cổ như này. Nhìn nó rất là điệu ấy, nhìn nó xinh ấy. Thế là mình có rất là nhiều luôn. Cứ mỗi một bộ quần áo thì mình lại cố cài thêm một bông hoa vô. Mình rất là thích. Những cái hoa này thì mọi người có thể mua ở trên Shopee rất là nhiều. Nó sẽ chỉ dao động từ 15 đến 20k thôi. Nhưng mà nó là một trong những cái điểm nhấn mà mình thấy nó rất là đẹp ý. Trong set đồ này thì mình sẽ còn một chiếc mũ. Mũ này gọi là mũ gì ta? Mũ nồi à? Mình đã có một chiếc video ngắn, mình share ở trên Reel với cả share ở trên TikTok về cái cách làm sao mà đội mũ này để cho nó đẹp rồi đó mọi người. Mình sẽ để cái link của cái video đó ở dưới. Thì bởi vì những cái mũ như thế này không phải ai mua về cũng biết cách đội đâu mọi người. Bởi vì mọi người cứ nghĩ là chỉ cần đội lên bình thường nó sẽ đẹp ấy, thì không phải đâu nhá. Nó cũng phải có trick hết ấy. Đội nó mới cân cái phần đầu của mọi người ấy, thì cái outfit nó mới đẹp hơn. Thì trong cái set đồ này mình sẽ mix thêm cùng một chiếc kính xanh nữa. Cái kính này là kính vintage mình mua ở bên Thái. Một em túi cũng đến từ nhà Châu Phíp luôn. Trong video này mọi người sẽ chỉ toàn dùng túi của Châu Phíp thôi. Thì đây là một cái season túi rất là mới, có rất là nhiều chất liệu, có màu da bò các thứ nữa. Thì mình thích cái chất liệu vải bò, vải jean như này, kết hợp cùng với những cái phần da nâu đáp ở cái phần bên hông túi với cả quai túi, nhìn rất là chơi, rất là chiến nha mọi người. Túi này nó sẽ phù hợp với những bạn nào mà phong cách nó hơi sexy một xíu, nó sẽ rất là hợp. Ok, chúng ta chuyển sang set đồ thứ ba. Gần đây thì mình khá là thích những cái corset. Mình cũng lại mua thêm một cái corset màu trắng nữa, rất là xinh. Cái này mình cũng mang đi Mộc Châu rồi và chụp ảnh siêu đỉnh luôn mọi người. Cái corset này thì mình sẽ thường mặc với những cái quần thụng
mà quần cargo ấy mình sẽ không mặc với cả váy đâu, tại vì nó sẽ hơi bị xến quá so với mình. Thì cái corset này nó không có cái lát giống như cái corset hồng kia, nhưng mà phần này nó cũng rất là dày, thế nên nó cũng không bao giờ bị lộ nha mọi người. Khung của cái quần corset nó cũng rất là cứng cáp và nó tạo form rất là đẹp luôn. Phần viền của cái corset này nó sẽ được may những cái viền diêm dúa như này để cho nhìn nó công chúa nữa. Cái chất vải nó không phải là vải trơn mà nó là vải có thêu ở trên bề mặt. Mình nghĩ là nó cũng khá đẹp, nhưng mà điểm trừ của cái corset này đấy là mọi người sẽ phải nhờ người ta xiên hộ cái phần phía sau nha, sở hộ nó như sở giày ấy, chứ kiểu nó sẽ hơi bất tiện cái đó thôi, nhưng mà mình thấy nó vẫn rất là đẹp. Áo này mình mua của một shop ở trên Lazada với giá sale là 700.000 hay sao ấy, rất là xinh, và mình sẽ mua luôn, muốn giữ lại để mình mặc. Chỉ là màu trắng sẽ hơi dễ bẩn một xíu thôi. Một chiếc quần gió của một brand mình rất là thích, mình thường mặc hàng ngày của brand này luôn. Brand này thì có tên là Idea Studio, thì tất cả những cái sản phẩm đều có một cái phong cách là street style. Cái quần của brand nó rất là xinh mọi người ơi, mọi người có thể mặc trong mọi trường hợp, mọi người có thể mặc với bất kỳ gì mọi người muốn, áo t-shirt, áo baby tee, áo dây, áo crop top, nhưng giống mình mặc corset cũng được luôn. Ở bên trên rất là điệu nhưng mà bên dưới lại rất là chiến nhé mọi người. Thì cái quần này nó còn cặp chun nữa, nó cũng rất là thoải mái, mọi người có thể mặc khi đi ăn uống, đi chơi với bạn bè, rất là tiện luôn. Chất liệu là một lớp thôi, tuy nhiên nó lại rất là dày dặn nha, size M nha mọi người ơi, nó vừa luôn chiều dài của mình. Bạn nào mà hơi nấm lùn ý thì nó sẽ cũng hơi bị dài, nhưng mà đừng lo, bởi vì ở đây có phần dây rút nha. Chiều trong set đồ này thì mình có đi một đôi Adidas Samba nữa. Gần đây thì Adidas rất là hit hot, năm ngoái Nike kiểu đầu bảng thì năm nay Adidas đã xoắn ngôi lại. Trong cái set đồ này mình còn cài thêm một cái bông hoa màu trắng nha, nhưng mà mình cũng vẫn cài vào bởi vì mình thích lắm mọi người. Cái dáng của cái mũ này á, nó là cái dáng mũ kiểu thủy thủ, và mình mix cùng một cái kính nó khá là Y2K nữa. Nếu mà bạn nào thích chiến thì có thể mặc, hoặc mọi người có thể mix match theo cách khác đi, miễn là mọi người cảm thấy là nó thoải mái và nó vừa mắt là được. Cùng với cả một chiếc corset đó thì mình đã đổi cái phần bên dưới, và mình sẽ đổi sang một cái phong cách nó hơi lady hơn một xíu. Chúng ta cùng đến với một chiếc quần jean trắng DVRK nha mọi người. Có màu sữa chứ không phải là trắng trắng ấy nha. Nó có một cái đường sọc ở cái phần ống nữa, nó tạo một cái cảm giác chân mọi người dài hơn. Cái quần này mọi người sẽ phù hợp mặc hàng ngày luôn này. Thật ra thì đây mới đúng là cái sẽ phải mặc ở đúng cái tuổi của mình nha mọi người. Mình cũng 29,5 tuổi rồi, nhưng mà thật sự là mình rất là ít khi mặc những cái nó trưởng thành quá, mình toàn mặc kiểu hơi trẻ con so với tuổi của mình ấy. Cùng với một cái phụ kiện đấy là một cái dây cài sát cổ rất là đẹp, cùng một cái kính này và một cái khuyên tai và một đôi giày đen. Mình cũng đã chia sẻ với mọi người rất nhiều về đôi giày này rồi. Đây là đôi giày duy nhất cao gót mình có mọi người ạ, tại vì mình ít đi giày cao gót lắm, mà mình thích cái mũi nó phải thật nhọn ấy thì nhìn nó mới trẻ. Thật ra lúc đầu thì mình đang định dùng cái túi của Châu Phíp, nhưng mà xong sau đó thì mình đã quyết định mình không dùng túi của Châu Phíp nữa, mà mình chuyển sang cái túi Estée Lauder. Mình không biết là đọc có đúng không. Thì cái túi này là một cái túi đựng nước hoa, nhưng mà mình đã tận dụng nó để mình làm túi sách. Và bây giờ sẽ là lúc cuối cùng của ngày hôm nay. Vẫn còn rất là nhiều quần áo mới, nhưng mà mình nghĩ là thôi để mình làm phần sau đi. Chiếc váy này là chiếc váy tuy là cuối cùng mình giới thiệu mọi người, nhưng lại là chiếc váy mình thích nhất. Một brand trong Sài Gòn mình rất rất thích, mình bị cực kỳ thích những cái váy quay luôn. Cái váy này đến từ một brand trong Sài Gòn có tên là Hugh Leroy. Mình mặc size L nha mọi người, nó mới vừa chiều dài mình thích, và cái phần bo chun này nó rất là chặt, thế nên là nó mới vừa mình thích nhất là cái phần nó đan đằng trước này. Trời ơi nó xinh ơi là xinh ý, mà tất cả vải biết cứ đều dày dặn nha mọi người, xinh ơi là xinh luôn. Trời ơi cái váy tự thế chứ. Cái váy này mình mua hơn 1 triệu mọi người ạ, thì mình 980.000 hay sao ấy. Nói chung mình thấy rất xứng đáng với giá tiền khi mà mọi người nhận được cái packaging. Cái váy này sẽ được để bên trong một cái túi vải này rất là đẹp, 10 điểm cho packaging của hãng luôn.
cái phần giãn này nó cũng sẽ làm body của mọi người có cái shape đẹp hơn rất là nhiều. Mình mix cái này với cả một đôi giày mũi nhọn lúc nãy này, cùng với cả một cái kính này, cùng với cả cái dây sát cổ nữa. Thế thôi, mình cũng không có cái gì cầu kỳ thêm nữa cả. Video của chúng ta đây là hết rồi. Tất cả những cái thông tin sản phẩm mà mình nói ngày hôm nay thì mình sẽ để ở phần mô tả, mọi người có thể check nó ở đó nhé. Mình sẽ để thông tin về size, về các sản phẩm đó thật là rõ ràng và chi tiết. Nếu như mọi người muốn thêm thông tin gì đó thì mọi người đừng ngại comment cho mình. Thường thì YouTube sẽ ưu tiên cho những cái video mà được nhiều comment mọi người, thì mọi người hãy comment một cái gì đấy cho mình nhá. Trời ơi, đừng quên comment nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn mọi người trong video sau nhé. Bye bye, hẹn mọi người trong video sau. Love you. Hứa sẽ ra nhiều video ạ. Bye bye.